Chào mọi người trở lại với Hiểu Biết Cày, kênh chuyên chia sẻ những kiến thức máy nông nghiệp cũng như là các loại nông cụ kèm theo máy nông nghiệp. Thì cái video ngày hôm nay nhằm mục đích là muốn chia sẻ cho mọi người, cho mấy anh mà hay thắc mắc là về hai cái con máy này thì nó có khác nhau về cái gì. Mình nhìn về cái xác thì nó cân đối với nhau, nhưng mà khi mà mình so sánh về cái cấu hình thì nó sẽ khác nhau khá là nhiều thứ nha. Ở đây hiện tại mình đang có mặt sẵn là một cái chiếc Kubota M6040 Thái Lan. Bên kia là một cái chiếc 5055E của Hyundai. Hai ông này thì cái thương hiệu của nó thì đã khẳng định trên thế giới mình khá là nhiều rồi. Bây giờ mình đi thẳng vào vấn đề so sánh cho mọi người một số cái thông số cấu hình động cơ cũng như là một số cái hình thức ở bên ngoài, để cho anh chị nào mà mình chưa biết, mình mới tiếp xúc một trong hai dòng này để biết coi nó có cái sự khác nhau, giống nhau gì, để mà mình có thể dễ dàng mà so sánh. Bây giờ để mà so sánh máy thì trước tiên mình sẽ nói về cái trái tim của nó, mình nói về cái động cơ đi. Trước thì thằng 6040 của Thái này á, thì cái động cơ của nó mang cái động cơ giống như là giống mã động cơ của 5018, nó mang cái động cơ là V2403DI, và cái thằng này nó sẽ là bốn máy, nó có cái turbo tăng áp nha. Còn cái dung tích của nó sẽ là 2.434 lít. Còn số vòng quay của động cơ, số vòng quay của động cơ này thì nó là 2.7, nó thuộc về cái phân khúc mà động cơ với cái tốc độ vòng tua nhanh. Bốn máy dung tích 2.434 lít, số vòng quay động cơ là 2.7. Bê tông của nó thì khoảng 88 rồi, bê tông nó nhỏ hơn này, bê tông của nó là 88, hành trình gen nó là 102.4. đó là về cái thông số cơ bản của về cái động cơ của thằng 6040 Thái Lan này. Thì đó là một số cái cơ bản thôi nha. Còn về cái mã lực thì chính xác cái thằng 6040 thì nó sẽ là 59 mã lực. Còn đối với 5055E này thông số động cơ của nó thì nó sẽ là, cái động cơ của nó là ba máy, và nó mang động cơ là 3029D, dung tích của nó sẽ là 2.9. Với hai con này thì dung tích của con này lớn hơn, tức là cái thể tích cái buồng đốt của nó sẽ lớn hơn, nó sẽ tạo ra cái lực nén lớn hơn, thì nó sẽ có một cái lực và một cái moment xoắn lớn hơn. Con này là 22.434 lít thôi. Đó là về cái dung tích của con này. Thì thằng này nó chỉ ba máy nên piston của nó lớn hơn, piston của nó sẽ là 106.5, gen thì là 101. Còn thằng này bốn máy nên nó sẽ khác. Cái cấu tạo về công nghệ của mỗi cái thương hiệu nó sẽ thiết kế riêng. Nói chung là mỗi ông nó có mỗi cái công nghệ mà thiết kế cái động cơ riêng, chứ không ai giống ai hết. Nhưng mà nói về moment xoắn thì thiên cho cái việc mà cài kéo, mình thiên nhích nhỉnh hơn nha. Để mà nhỉnh hơn á, về cái việc cài kéo ủi thì những cái dòng mà như thế này, cái tốc độ vòng quay của động cơ nó chậm hơn, thằng này nó 2.4 thôi, thì nó sẽ nhỉnh hơn những cái ông tua nhanh xíu. Nó sẽ nhỉnh hơn ở những cái chỗ, ví dụ như khi mà chúng ta bị bựa hoặc là sới khô, nói chung là khi mà gặp quá tải thì thằng này nó sẽ có thể lướt qua được. So với cái động cơ đó, cái dung tích đó và cái moment xoắn đó, nó có thể lướt qua dễ dàng hơn, thằng 6040 này. Nhưng mà ngược lại, cái khi mà mọi thứ nó nhẹ nhàng hết thì thằng này nó sẽ linh hoạt hơn. Như ví dụ như sới nước thì 6040 nó sẽ linh hoạt hơn nha. Nó sẽ linh hoạt hơn thằng 5055 này. Linh hoạt hơn, thứ nhất là bởi vì nó sẽ sử dụng cái cầu trước là cầu treo như thế này nè. Còn bên này 5055E của Hyundai thì nó sẽ sử dụng cầu trước là cầu thẳng. Nên cái bán kính vòng quay của nó sẽ, thằng này nó sẽ, cái bán kính của nó sẽ bị lơ hơn so với thằng này. Thì vừa rồi mình chỉ so sánh về cái số thôi, một số điểm khác biệt về cái động cơ thôi. Nó cũng không có chênh lệch quá nhiều. Thì một số cái thông tin cơ bản nữa, nó chính là về hộp số thì ngày sẽ là 8 tiếng 4 lùi. Còn với Hyundai 5055E thì số của Hyundai 5055E nó sẽ là 9 tiếng 3 lùi. 3 tầng. Bên kia nó sẽ là 3 tầng, bên này nó chỉ 2 tầng thôi. 2 tầng nhanh chậm với ứng với 4 số ở trên đây. Thì nó sẽ sinh ra 8 tiếng 4 lùi, bên kia là 3 tầng 3 số, 9 tiếng 3 lùi. 3 tầng 3 số ở 1 tầng lùi nó sẽ sinh ra 9 tiếng 3 lùi.
Thì với hai cái chiếc này, thực sự thì để mà biết nên mọi người nên chọn chiếc nào thì anh chị nên có thể là gọi chúng tôi sẽ tìm hiểu cái nhu cầu mà chính xác của mọi người để mà tư vấn cho mọi người là nên chọn chiếc nào thôi. Chứ mỗi người, mỗi nhu cầu và mỗi sẽ có mỗi cái con máy đáp ứng khác nhau. Nên khi mà mình cần mua, mình cần sử dụng thì nên hỏi những cái người mà người ta đã trải nghiệm rất là nhiều rồi. Người ta biết cái con máy nào mà nó đặt vô cái vị trí nào, đặt vô cái chỗ nào là xài nó hợp lý nhất thì nó sẽ có lợi cho mọi người hơn. Hông hàng này bằng nhau 16.9. 16.9 28. Hàng này sang 16.9 28. Đó là một số cái thông tin cơ bản về cấu hình động cơ thôi. Còn về mọi thứ thì mọi thứ chi tiết hơn nữa mọi người có thể xem trên cái kênh Hiểu Máy Cày. Trên cái kênh Hiểu Máy Cày mình có chia sẻ rất là nhiều cái thông tin liên quan đến máy móc, về thông số động cơ cũng như là chạy thực tế cho mọi người xem nó như thế nào, tất cả các dòng máy, để cho mọi người biết được là nên chọn cái con máy nào. Rồi, đó là một số cái thông tin chia sẻ mà hôm nay mình muốn gửi đến mọi người, để cho anh chị nào mà lần đầu tiên sử dụng máy thì có thể biết được cái sự khác nhau của từng cái con máy. Mà để chi tiết chính xác hơn nữa thì trên cái video này mình không thể nào chia sẻ hết. Anh chị nào có nhu cầu hoặc là cần tư vấn thì cứ liên hệ thông qua cái số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ tư vấn cho mọi người một cái chiếc máy mà nó đúng với nhu cầu của mình. Nhu cầu nhỏ hơn thì có 5018 Thái Lan, còn nhu cầu lớn hơn tí có 6040 hoặc là 5055E. Rồi, một số chia sẻ muốn gửi đến mọi người nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ về máy nông nghiệp lần sau.